Hello, xin chào các bạn. À cô à chú. Qua đây sáng cái nữa. Đây các bạn ơi, giờ này là cũng gần 9 giờ rồi mà mấy mẹ con đâu đói bụng. Nên là mấy mẹ con sẽ đi ra ngoài đi kiếm đồ ăn coi có gì ha. Sushi. Đi ăn sushi. Đi ăn sushi, ok. Đi ăn sushi thì đi ăn sushi. Ok, đi. Mà không biết gì đâu. Các bạn ơi, mấy mẹ con đang ở dưới nè. Mà trời hơi lạnh các bạn ơi, đi thì muốn đi taxi nhưng mà tại đi ăn gần taxi đâu có thèm chở. Tại vì buổi tối thì muốn đi taxi cho nó an toàn. Nhưng mà hình như tiệm sushi là cũng gần đâu đây nè. Mà đi bộ thì cái đường này hơi tối các bạn ơi. Được. Đi sushi, đi taxi thì gần quá, nó không thèm chở. I try to make a heart. Yeah. Không biết nữa. Thúi đâu rồi? Thúi nó muốn đi xe muốn đi xe Honda, muốn tự đi. Yes. I'm tall. Okay. Mommy taller. It's like we're looking at. À, chị hai muốn tự viết nè. Mới giờ tắm xong á. Nó đang viết cái đâu rồi? Cơm cuộn đâu rồi? Ở bên này. Cơm cuộn bụng cá hồi nè. Đâu để coi nó viết coi. Cơm cuộn bụng cá hồi cũng được á. Rồi người vay một số 1 ở đây. Ok giờ kêu cho Thiên nào cái này đi. Cái này là cơm cuộn. Không chấm hả? Rọc nhờ. Ngon hả? Sao Thiên này nhìn bự hơn Tha Miệng, cao hơn Tha Miệng? Thử chấm ha. Trời ơi. Cứng lắm hả? This part is so clear. It's not even green that much. Okay. It's so cool. Tha Miệng cho mẹ uống với Tha Miệng. Uống không hết các bạn ơi, trễ quá rồi. Mà đói bụng quá nên thành ra đi ăn. Lúc ra là giờ này là ngủ khò khò rồi. Rồi, cảm ơn Tammy. Ồ. Rồi, dạ đau hả? Me too. Just kidding. It's okay. Do they have the tiny ones or which one do they mean? Both of them? The big one. Ngon không? Ngon à? Mời cô chú không? Mà nó nhỏ xíu rồi. Cầm bàn tay đi con, cầm bàn tay đi. Ăn bàn tay đi. Okay. Ăn bàn tay đi. Thơm quá, của mẹ đó. Các bạn mình sẽ ăn mì.
thử miếng sức nè. Mì hải sản ở trong này là có tôm nè, cá hồi nè, nấm nè, nó mì udon nè bạn. Mì udon là mì udon. Cái mì này là kêu gì? Cái này là mì cay, hải sản cay. Mình sẽ ăn thử nha. Đói bụng nhưng mà buồn ngủ. Ngon nhưng mà nóng quá. Rồi thôi mình ăn giỏi, ăn hết sạch sẽ. Thôi mình ăn này không? Đó là mẹ ăn miếng. Nhiều lắm mẹ ăn không hết. Mẹ bớt cái ta mẹ không? Ăn miếng nha. Thử miếng ít thôi. Đây từng này thôi. Mẹ bớt cho ta mẹ. Cho nên ăn miếng không con? Ủa cái gì vậy? Cá hồi nè. Quá ngon hả? Tôi nào ăn không con ngon? Cay, cay cay. Ngon ngon. Other people's food tastes like this. It looks like it's just bad. Cộng mềm, cộng nè. Nó dai, lâu dài ngon, không có bị bở, không có bị cứng. Giờ là ăn miếng không? Yeah. You try a little bit. Okay, let's see. Nóng. Đồ ăn ngon muốn thiên à, ăn mà nó không chịu ăn. Nóng. Thích không? Ăn không mẹ bới cho nha. Còn thích không? Thích thôi chứ. Nếu không? Thích thôi chứ. Lấy nha. Thích thôi. Chết cho mẹ đâu bẹt nha. Ok, chết cho mẹ. I only want the money because they're yummy. Ok, cái này mushroom nè. Cho thêm mình mushroom. Cái nào mushroom không? Cái khải. Nóng. Can I have a spoon? Yes, tell me, get spoon for Anka. Oh? There. Anyways. Oh, now I know why Tammy loves my phone. Bunchy. Múc một miếng không hút. Nhũa nhũa. Okay. Okay, đây mà mày hấp cho. Thank you. Yeah. We do it in this other bowl because we dropped the other one. Oh, okay. Mommy's more gentle, I guess. Yeah. Okay, I just go pick it yes. up now. Okay. I go pick it up. Nó hấp dẫn, sức hơn. Ôi trời. Ngon hả? Ngon lắm.
ngon lắm. Con thích. Cô chú thấy không? Về đây mấy bữa cái bắt đầu nói tiếng Việt rồi đó. Wait, wait, let me try this. Ok, thử đi. No, I don't want the green thing. Okay, whatever. Yeah, I think it's a good job this way. It worked. Mm-hmm. Mm. Thử đấy. Ngon rồi. Ăn quá trời luôn nè. Đâu đâu. Người không biết cầm đũa ăn sao. Coi nhà con ngồi chị cô chú ăn. Không cần đũa nữa. Now, can you tell them how to eat it with the spoon? Mm-hmm. Oh, yeah. Oh, yeah. Khổ chưa, khổ chưa. Oh, thấy chưa? Mm. Nóng quá. Nóng quá. I will put my noodles in the spoon. Thấy chưa, ăn giỏi không? Em biết mà Did we eat all of yours? Oh, me ăn rồi. Did we eat all? Mm-hmm. Yeah. Yeah. Oh, no, you still have some. Mm-hmm. When is happy if you eat a lot? If you eat all. Oh! Yeah, I eat all right now. Mm-hmm. Mm-hmm. Trời ơi. Dán tùm lum luôn. Ngon quá cô chú ơi, nó kêu ngon quá. Ngon quá. Nè. Không thể nào tin được. Hai chị em nó chơi hết sạch sẽ, mình ăn mấy cọng rồi. Nhưng mà hai đứa ăn nhiều là mình vui các bạn ơi. Put more ice because my mouth is hot. Nè, bữa nay mấy mẹ con ăn giỏi quá nè, cô chú ơi, sạch sẽ luôn á. Lần đầu tiên kêu đồ ăn mà ăn hết vậy á. Cái này là nhờ hai đứa nè, giúp mẹ ăn nè, cảm ơn hai đứa. No bụng vui rồi đó. Hai trăm bảy mươi chín. Party in the elevator. Party in the elevator.